lên sóng cho cả nhà một em Mazda 3 phiên bản Premium sản xuất 2019, nhưng mà model thì là 2020, mọi người nhớ là đời mới luôn. Vậy nên là các bác mà tiếp cận mua em này thì giá thành đang rất là hợp lý. Điều đặc biệt của chiếc Premium này thì có quá là nhiều công nghệ rồi mọi người ạ. Và cái công nghệ đấy thì mình cũng không độ được mọi người, như là cái phanh khoảng cách này, hay là cái cảnh báo điểm mù nó tích hợp trên cả kính hắt. Đây là rất là đáng để mọi người trải nghiệm bản Premium nhé. Mà cửa sổ trời, nói chung là cái gì cũng có luôn mọi người ạ. Em này thì lại còn đi có 31.000 km thôi. Km chuẩn zin luôn, full lịch sử hãng, cảm biến quanh xe. Và điểm nhấn trên chiếc này đó chính là bác đã tân trang một bộ cam 360 nữa, logo mới luôn mọi người nhé. Vậy đây là chiếc này mà mọi người lấy về đam mê về công nghệ thì đáp ứng đủ cho mọi người. Bây giờ thì em sẽ đi vào dàn lốp để cho mọi người kiểm chứng cái độ mới này. Xe đi chuẩn đúng 31.000 km này. Lốp lát thì còn như, nói chung là xe đi 3 vạn thì mọi người cũng có thể hình dung là chiếc xe nó còn mới đồng đều như thế nào, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ đi theo một vòng quanh em, quanh xe cùng em, cam 360 tích hợp trên xe này. Đây, cam 360 đây mọi người nhá. Đó. Em sẽ đi một vòng quanh xe để cho mọi người có sự trải nghiệm nó được cụ thể. Và em này gốc Sài Gòn mọi người nhá. Gốc biển Sài Gòn là cái biển này em đang lắp tạm thôi. Đằng sau chúng ta có cản sau thiết kế đầy đủ ấy. Cái logo cũng như là mở cốp thiết kế rất là hay luôn. Chúng ta sẽ bấm nút ở đây chẳng có thể mở được rồi, cực kỳ tiện lợi nhá. Keo chỉ đây thì quay cho mọi người xem về keo chỉ cận cảnh như thế nào. Đấy, keo chỉ đây nha. Chỉ cần mọi người quan tâm cụ thể về xe thì alo trực tiếp cho bên em. Bây giờ sẽ mời mọi người di chuyển đến khu vực phần phần lốp dự phòng đây. Lốp còn mới nguyên mọi người nhá. Lốp dự phòng còn nguyên bản này. Bây giờ thì em sẽ mời mọi người di chuyển đến tiếp theo là khu vực phần khoang nội thất của chiếc xe nhá. Khoang nội thất. Em này thì mọi người hay lăn tăn về ghế da đúng không? Thì ghế da thì mọi người khỏi lăn tăn luôn. Đi 3 vạn thì còn coi như là mưa mới chạy hết lốp đa thôi, còn rất là mới nhá. Đồng thời thì em này lại có luôn cả cửa sổ trời như em đã báo mọi người này. Đây, ghế da đây, không gian bên trong còn mới nhá. Đây mọi người nhìn này, đó, đầy đủ cho mọi người, cửa gió bệ tì tay rồi. Bây giờ thì sẽ mời mọi người đến điểm nét của chiếc xe. Đây, đấy là không gian lái và những option. Thì đây, mọi người có thể nhìn thấy keo chỉ này, keo chỉ cận cảnh này. Còn rất là nhiều chi tiết nguyên ni lông mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta phải kể đến ngay đấy là bộ cảm biến thông minh cũng như là nhớ ghế hai vị trí luôn mọi người nhé. Khi mà chúng ta đi lệch làn đường, xe sẽ tự động vô lăng giật lại luôn nhé. Và chỉ có phiên bản Premium này thì mới có thôi nhé. Đây, mọi người nhìn cho em này. Với không gian bên trong này, như em đã báo là chiếc Premium này thì nó quá là nhiều option và liên quan đến những option mà khó có thể độ được mọi người nhé. Liên quan đến radar này, phanh khoảng cách này, rồi là cảm biến quanh xe, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ lệch làn cho mọi người. Là cái chiếc này là em mua được trên thị trường là cũng không có đến chiếc thứ hai đâu mọi người nhé. Mà cái tông màu đỏ này là tông màu mà dễ sử dụng nhất luôn. Thì đây mọi người có thể nhìn cam 360 ở bên trong như em đã báo này. Rồi là đèn led nội thất có thể đổi màu được mọi người nhé. Đó, thì đèn led này thì cũng là loại cơ bản thôi, nhưng mà cũng thêm một chút màu sắc cho mọi người. Và đây điểm hay hơn nữa của chiếc này thì riêng cái phần ly lông thì còn nguyên như mới rồi. Bác mua xe là tích hợp luôn, trải nghiệm được bóc tem nhá. Đấy. Và tổng quan các chi tiết thì chiếc xe còn cực kỳ là đồng đều nhá. Bệ tì tay đầy đủ cho mọi người này. Đấy. Như là ghế da mọi cái thì còn đều rất là mới.
cửa sổ trời luôn mọi người. Cái này Bắc cũng khó mà độ được. Bản luxury thì nhiều nhưng bản bre thì chỉ có bản bre mới có thể có tính năng là độ có cửa sổ trời thôi đúng không mọi người. Và bây giờ thì em sẽ mở thêm về phần khoang máy để cho mọi người xem nhé. Như khối động cơ của em này là 1.5 thì rất là dễ mà sử dụng. Nhất thứ hai là tiết kiệm nữa mọi người. So với những chiếc xe cùng phân khúc thì em này lại tụt đi một chút nhưng mà độ bốc đi turbo khá là hay nhá. Quay cho mọi người xem này. Ốc cabo mọi chi tiết này. Xe xước sát ngoài ra thôi, còn đâu là cam kết cho mọi người khung gầm máy móc động cơ là đều nguyên bản 100% hết nhá. Thì có như là các bác có thể đi check ở hãng để có thể xem được cụ thể hơn. Còn đâu là mọi người qua cho trực tiếp showroom em ở 46 Việt Hưng thì mình sẽ có cầu nâng để xem kiểm tra chất lượng máy nhé. Đấy, thì với em Mazda 3 Premium sản xuất 2019 này thì mọi người cân đối chốt giá, em đang bán mức giá là 500 hơn một chút thôi. Các bác cân đối thì alo chốt ngay nhé. Thắng Ngâu em để giá tốt. Xin chào.